Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày mùng 5 tháng 12. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kiểm tra sự cố sạt lở kè trên sông Luộc tại huyện Phù Cử. Nhiều ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17. Cầu Long Vĩ xuống cấp sau 50 năm đưa vào sử dụng gây khó khăn và mất an toàn cho người dân. Huyện Khoái Châu triển khai quy hoạch lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng mỗi thôn một bãi đỗ xe. Sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội của Trung ương, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế chính sách xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh, tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững, nâng cao chất lượng quản lý, phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ, cống hiến cho tỉnh và đất nước. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn, quan tâm đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển các ngành kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học nghệ thuật, phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến thuộc nhóm hàng đầu quốc gia và khu vực, xây dựng đề án thành lập trường Đại học Hưng Yên trên cơ sở sáp nhập 3 trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng số lượng phát sinh, sáng chế, công trình khoa học của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc bảng xếp hạng trong nước, khu vực và thế giới, sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học nghệ thuật đỉnh cao, công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2024, đội ngũ trí thức tỉnh Hưng Yên lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc top đầu của cả nước, có các nhà khoa học có ảnh hưởng trong nước và khu vực, đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực, có tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 43 với mục tiêu quyết tâm đồng thuận thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2037 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2045. Hưng Yên là thành phố thông minh, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa, là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng. Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 8 khóa 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Các nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận thông qua tại hội nghị lần thứ 8 là những nội dung hết
hết sức quan trọng. Do vậy, việc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết cần phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết một cách quyết liệt, hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch số 239 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương rà soát, kiểm tra các thành phần tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm nay, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt chưa được tham dự hội nghị trực tuyến này và cho toàn thể cán bộ đảng viên đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và cố gắng ở chờ đề nghị các đồng chí là chúng ta hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Thứ hai là Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh chỉ đạo tổ chức phổ biến tuyên truyền nội dung nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cho giới chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức, phương pháp và quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị hôm nay để hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong tháng 12 năm 2023. Thứ tư là các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ủy ban mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể có lộ trình gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải được quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên để triển khai thực hiện. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Năm, các địa phương, cơ quan đơn vị, nhất là cơ quan thông tin báo chí của chính quyền địa phương của tỉnh kịp thời tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước các vấn đề nhạy cảm mà nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 đề ra. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra sự cố sạt trượt kè sông Luộc tại vị trí tương ứng K20 cộng K030 đê tả sông Luộc thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Vào hồi 9 giờ 5 phút ngày 27 tháng 9, trên sông Luộc tại xã Nguyên Hòa xuất hiện cung sạt lấn sâu vào bãi canh tác của nhân dân, gây sạt lở một phần hạ lưu tuyến kè đã được đầu tư xây dựng. Đoạn kè có cung sạt với chiều dài khoảng 90m, lấn sâu vào trong bãi sông khoảng 20m. Bãi kè tiếp tục hiện tượng lún sụt sạt trượt. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế phương án xử lý khắc phục sự cố, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, bảo đảm công trình vừa phòng chống lụt bão, vừa phát triển giao thông. Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử phối hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, xây dựng phê duyệt và triển khai phương án bảo vệ hộ bờ theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Chiều nay tại thị xã Mỹ Hào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các ông bà Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Thị Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ 6 hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp, khái quát một số ý kiến trả lời của các bộ ngành về ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên. Cử tri thị xã Mỹ Hào bày tỏ niềm tin tưởng với các đại biểu Quốc hội, đồng thời mong muốn Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất, các đại biểu tiếp tục có hoạt động tích cực gần dân hơn nữa, làm cầu nối phản ánh những ý kiến kiến nghị của cử tri đến nghị trường Quốc hội. Cử tri phản ánh tình trạng một số dự án chậm triển khai, gây lãng phí, kiến nghị tăng cường quản lý kiểm soát và có biện pháp xử lý triệt để các thông tin xấu, sai sự thật trên mạng xã hội, tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát theo chuyên đề. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên,
đại biểu Nguyễn Đại Thắng cảm ơn sự quan tâm của cử tri, đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chính Quốc hội và chuyển tới các cơ quan hữu quan xem xét xử lý. Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ của năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Qua đó có hơn 1.900 cử tri tham dự với gần 100 lượt ý kiến với nhiều nội dung trên các lĩnh vực. Cử tri và nhân dân đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng. Đồng tình và đánh giá cao, trong thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách, kêu gọi được nhiều dự án lớn đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhân dân đề nghị các cấp chính quyền cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Việc thực hiện các chính sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù tài sản, giao dịch, thực hiện các dự án tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, có chính sách phù hợp để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, có biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Thời gian qua, cử tri thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi có những kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Theo người dân, điểm tập kết rác này vốn được xây dựng phục vụ nhân dân một số thôn lân cận như Bình Trì, Mai Xuyên. Tuy nhiên, thời gian qua, toàn bộ rác thải sinh hoạt của thị trấn Ân Thi đều được đưa về đây. Rác thải không được đưa đi xử lý, khiến bãi rác nhanh chóng quá tải. Có thời điểm, rác tràn cả ra mặt đường giao thông. Mùi hôi thối từ rác thải, mùi khét lẹt từ khói đốt rác, tất cả khiến cho bầu không khí nơi đây bị ô nhiễm. Đẩy rác xuống mương này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái điều kiện sản xuất của bà con nhân dân vùng quanh đây. Ruộng nương đây bỏ hoang rất là nhiều, bao năm nay thời gian giờ giấc mà chúng tôi ăn ngủ thì họ lại đốt rác. Cử tri thôn Bình Trì còn phản ánh về tình trạng bốc mùi hôi thối từ trại nuôi lợn Greenfit thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi. Trại lợn này được xây dựng và hoạt động cách đây khoảng 20 năm và giáp danh với địa phận thôn Bình Trì. Theo người dân, họ thường xuyên phải hít thở bầu không khí đầy mùi hôi thối, ngột ngạt, nhất là vào thời điểm mùa hè, thời tiết oi nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là về những cái tháng mùa hè, thời tiết là oi nồng, xong là lại cộng cái mùi này nữa, rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân, đặc biệt là các cụ già và trẻ nhỏ. Trời mưa người ta còn khoác áo mưa và người ta còn phản ảnh với tôi như vậy. Chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều năm nay và cũng rất là nhiều lần, cái mùi của nó ấy thì cũng không được cải thiện. Cầu Long Vĩ ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ bị xuống cấp từ lâu. Nhân dân địa phương nhiều lần kiến nghị nhưng chậm được khắc phục, xây dựng mới. Việc đi lại của nhân dân không chỉ bị cản trở khó khăn mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo nhân dân địa phương cho biết, cầu Long Vĩ qua sông Bắc Hưng Hải được xây dựng cách đây gần 50 năm. Cầu có chiều dài khoảng 100 mét nhưng rộng chỉ hơn 1 mét. Do không được duy tu, sửa chữa nên hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Trụ bê tông bị bong chóc làm hở các kết cấu sắt hoen dỉ. Trên mặt cầu, nhiều mảng bê tông đã bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu và có thể đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Trong khi đây lại là cầu đi lại chính, nên việc giao thương sản xuất của nhân dân trong thôn Long Vĩ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi bức xúc lắm vì ngày mùa đầu cầu đi đến đây là có hôm là cứ sập sình, ngày mùa học sinh đi rất là đông, hai bên đường không tránh được nhau, là ngày mùa nhá, tắc đường dài từ đây lên đây. Tôi cũng đề nghị là tới đây thì các cấp thẩm quyền xem xét có thể là làm mới cái con cầu này, tại vì cái cầu này thì nó lại là nút thắt giữa cái điểm giữa hai làng và đồng thời lại của thôn, tức là cái đường này thì lại được cấp trên là mở rộng là 5,5 mét rồi, đường thì rất là rộng rãi rồi, trong khi đó thì cầu lại là một cái điểm nút thắt là không thể đi lại được. Hiện nay đường hai đầu cầu đã được xây dựng mở rộng, thì những bất cập về cầu Long Vĩ xuống cấp nhỏ hẹp đang tạo thành nút cổ chai gây khó khăn đi lại của nhân dân, cũng như cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Nhân dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng và chính quyền các cấp sớm khắc phục để việc đi lại của nhân dân được an toàn và thuận tiện.
Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 11 năm 2023 cho thấy tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 72,49 điểm, xếp hạng 18 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch 7,3 trên 18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết 18,9 trên 20 điểm, chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, chỉ số thanh toán trực tuyến 5,8 trên 10 điểm, chỉ số mức độ hài lòng 17,8 trên 18 điểm, chỉ số về số hóa hồ sơ 14,7 trên 22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai tại 171 trên 171 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Về cụ thể, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các sở tài chính, sở nội vụ, sở xây dựng đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ mức độ hài lòng đều đạt cao trên 98%. Huyện Khoai Châu có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao nhất tỉnh, đạt trên 58%. Đối với các chỉ tiêu phát sinh hoặc thống kê được Ủy ban Nhân dân các cấp trong tháng 11 năm 2023, cao nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử với hơn 83 điểm tổng hợp, thấp nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động với hơn 62 điểm tổng hợp. Những năm qua, thành phố Hưng Yên luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Cụ thể, trong năm 2022, thành phố Hưng Yên tiếp nhận 498 đơn trên 468 vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Tỷ lệ đơn vụ việc đã xử lý đạt 100%, trong đó 478 đơn trên 448 vụ việc đã giải quyết, 20 đơn trên 20 vụ việc đang giải quyết. Đây là các vụ việc có liên quan đến các khó khăn vướng mắc tồn đọng tại các dự án khu dân cư như đầm Hoa Văn tại xã Hồng Nam, khu tập thể Hoa Quả tại phường An Tảo. Ngoài ra, 43 trên 43 ý kiến kiến nghị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết để trả lời cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2023, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 100% ý kiến kiến nghị được Ủy ban Nhân dân thành phố giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn vướng mắc như còn tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài. Một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết thấu đáo. Nguyên nhân chính là do thành phố đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị nên việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn nhiều và khiếu kiện chủ yếu phát sinh ở lĩnh vực này. Thực hiện chủ trương của tỉnh Hưng Yên về việc quy hoạch mỗi thôn phải có ít nhất một bãi đỗ xe, thời gian qua huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai, ra soát và lựa chọn vị trí phù hợp để quy hoạch gắn với thực tiễn, nhu cầu và quỹ đất của địa phương. Đây là một trong hai bãi đỗ xe được quy hoạch nằm trong khu nhà ở thương mại và chợ trên địa bàn xã Dân Tiến, đi vào hoạt động từ năm 2015 với diện tích khoảng 6.000 m². Bãi đỗ xe này không chỉ phục vụ việc đỗ xe của người dân trong khu thương mại, mà cả người dân của ba thôn là Đào Viên, Yên Lịch, An Bình. Nhiều người dân rất phấn khởi khi không phải chen chúc tìm chỗ đỗ xe mỗi khi về quê, mà còn rất thuận tiện mỗi khi trong khu dân cư có đám cưới hỏi. Như hôm nọ đấy có một cái đám cưới đấy, gần 100 xe ô tô, không ai tắc liên quan đến giao thông, thuận tiện cho dân để có những cái công việc của gia đình. Chúng tôi khi về đi đâu hay là tham gia giao thông cảm giác là an toàn. Tại thôn Yên Lịch, vị trí quy hoạch bãi đỗ xe được lựa chọn với diện tích trên 15.000 m², nằm ngay cạnh khu vực đất giãn dân của xã. Vị trí thuận lợi cho đi lại, gần trung tâm với mục tiêu khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho gần 200 xe ô tô của hơn 4.000 hộ dân trong thôn. Tương tự như thôn Yên Lịch, ba thôn khác của xã Dân Tiến đã được bố trí bãi đỗ xe hợp lý với tổng diện tích gần 40.000 m². Còn tại thôn An Bình cũng được quy hoạch đỗ xe tại các bãi xe của dự án khu dân cư. Ngày bình thường là tôi đã có 3 cái xe, thì toàn đỗ ở dưới đường thôi. Còn chưa nói những ngày tư, ngày Tết, con cháu về, có cái bãi đỗ xe tập kết về một khu vực để cho nó gọn gàng, tìm những vị trí thích hợp, phù hợp với quy hoạch cho mỗi thôn một vị trí, thuận tiện cho vấn đề nhân dân đỗ xe. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có chủ trương bố trí mỗi thôn một bãi đỗ xe, huyện Khoái Châu chỉ đạo các xã thị trấn triển khai xác định vị trí, quy mô và tổng hợp lập danh sách quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn, khắc phục những khó khăn do thiếu quỹ đất trong khu dân cư. Mỗi địa phương đều bố trí quy hoạch phù hợp và đảm bảo yêu cầu thực tế về quy mô, diện tích, vị trí. Hiện tại các địa phương đã hoàn thành triển khai xác định vị trí, quy mô và lập quy hoạch 117 vị trí thuộc 105 thôn của 25 xã trên địa bàn huyện. Thôn mình dân thì hiện nay có khoảng gần 200 xe ô tô các loại, làm được cái bãi đỗ xe cho khu dân cư là một cái điều rất là đảm bảo an toàn giao thông thôn xóm. Với xã Tân Dân thì đã quy hoạch được 7 thôn trên 7 điểm đỗ xe thuận lợi nhất. Cụ thể đây như thôn Bình Dân quy hoạch ngay ria đường trục đường của 379, ngay đầu là vào làng của làng, cho nên là cũng rất thuận tiện.
Với tầm nhìn và định hướng tương lai khi đời sống, dân số cũng như nhu cầu về xe cộ của người dân tăng cao, việc triển khai xây dựng bãi đỗ xe tập trung của mỗi thôn, khu dân cư không những giúp các địa phương hoàn thiện quy hoạch cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân mà còn góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.